Em tên là Vũ Đình Hồng. Em ghi đâu này chưa? Em ghi rồi. Em là Đăng đúng không? Vâng, đây. Tên em, là... Rồi, ok. Theo lượt đi anh, mọi em, người. Em là... Ở đâu? Ở Bắc Ninh. Bắc Ninh. À, Bắc Ninh đúng không? À. Em cũng muốn đi Đức. Vâng. Em cao mét mấy? Mét 65. Em học giỏi khối nào? Em học toán, sử địa. Mấy chấm? À, văn, văn, mấy văn mấy chấm? Mấy chấm? Chưa biết được, em 2.6 mãi mãi với em. Không, ý là trước giờ cái điểm trung bình. À, điểm trung bình là trên 7. Rồi sẽ có người nhắn tin Zalo trước. Nhưng mà tại sao em lại chọn nước Đức? Không, bởi vì em cảm thấy là em học lớn mà em đi học đại học ấy, nó không học được. Bởi vì không phải, bởi vì em là học trường nghề thì người ta không dạy toán vật lý. À. Thì nếu mà em lên đại học ấy, em chỉ có thể chọn những ngành kiểu ngành kinh tế hoặc là ngành học tiếng thôi. Nhưng mà học ở trường nghề thì em đang theo học là ngành cơ khí điện tử. Nhưng mà em có bằng cấp 3 đúng không? Vâng, vẫn có bằng cấp 3. Bởi vì em nên học, nếu em học tiếng Đức ấy, em sẽ theo của ngành cơ khí. Bởi vì em học cao đẳng, em học trung cấp này, em vẫn đang học ngành cơ khí rồi. À rồi, hiểu. Thì okay. Nó vẫn biết tay nghề hơn, nó vẫn hiểu cơ sở. Quen hơn đúng không? Có nền hơn. Có nền hơn. Okay. Nếu mà lên đại học thì, nếu mà học những ngành kiểu kinh tế hay là những ngành về tiếng đấy, em thấy ra trường nó không được. Ví dụ học tiếng như bạn vừa lấy học tiếng Anh, thì học được, nhưng mà ra trường thì dạy cho ai? Thôi được rồi, bây giờ nếu mà con muốn đi cái khối bên cơ khí để cho nó gần với cái chương trình trước giờ con học á, thì không vấn đề gì cả. Ở Đức thì người ta cũng có rất là nhiều cái nhu cầu về ngành cơ khí. Cái vấn đề chính ở đây đó là học tiếng thôi. Vâng. Học tiếng Đức thì vòng vòng mất cũng cả năm đấy, không đơn giản đâu. Tiếng tự tin. Tự tin đâu? Mà nhắm mấy tháng được? 8 tháng. Không 6 tháng thì 8 tháng. Nếu ví dụ như em đi bên thầy đi ha, 8 tháng. Nếu mà xong hết 4 kỹ năng, ra sân bay 200 euro. Thầy tặng. Tiền mặt nhá. Vâng. Chứ không có bao chờ đâu, yên tâm. Sang tháng cũng có một bạn được tặng này. Đó. Sang tháng có một đợt bay là cũng được, có bạn được tặng. 6 tháng là bạn ấy xong B1. Bạn đó là đi in. Không, thực ra nó cái mức 6 tháng là tốt nhất trước giờ thôi. Còn lại 8 tháng thì thầy nghĩ vẫn khả thi. Chứ thầy không có đánh đố các bạn đâu. Còn đa phần là các bạn sẽ đâu đó 9-10 tháng. Các bạn cả năm, nó tùy cái năng lực tiếp thu ấy, chứ không ai giống ai đâu. Nên chúng ta phải kiên nhẫn. Cứ đặt ra mục tiêu. Mọi người nói nhỏ cho một xíu nha. Thì con đặt ra mục tiêu rất tốt, không vấn đề gì cả. Đấy, cố gắng lấy 200 euro của thầy là được ha. Rồi ok. Tiếp. Con đang muốn học về du học về Đức, nếu mà không muốn định cư thì có nên đi mà là khả năng là tăng tiến kiểu công việc ở bên, như con muốn đi nhà khách sạn, muốn khả năng tăng tiến của nó như kiểu là lên làm quản lý hay sắp cái này kiểu các thứ cao hơn thì như thế nào? Cái em đừng có tư duy kiểu định cư. Vì sao? Mình chưa đóng góp được cái gì mà đòi định cư. Bây giờ thầy tư duy lộn ngược lại cho em dễ hình dung này. Để mà định cư thì em cần cái gì? Thứ nhất, em phải có công ăn việc làm ổn định, đóng thuế đầy đủ, không phải là gánh nặng của Đức. Thứ hai, em phải có bằng cấp ở bên Đức. Thứ ba, em phải có tiếng. Thứ tư, em chấp hành các cái gọi là pháp luật của Đức, không có phá làng phá xóm người ta. Đó là những cái cơ bản. Thì em phải có những cái đó đã. Thì người ta mới thấy là bạn này là có giá trị nè, bạn này ok nè, người ta muốn giữ lại để trở thành một phần của Đức. Chứ bây giờ bản thân em không có cái giá trị gì để trao đổi cả. Đúng không? Bây giờ tiếng cũng không biết, rồi bằng cấp cũng không, thuế chưa đóng xu nào, định cư cái gì. Đúng không? Nếu mà em có cho định cư không, thì mình phải tư duy như vậy. Mình phải có cái gì để đánh đổi và trao đổi. Không có cái chuyện hiển nhiên ở đâu ra. Đất nước của họ bây giờ, nếu mà con vô quốc tịch của họ, con không làm gì một tháng con cũng được gần 1.000 euro mà. Chứ tiền đâu phải làm mít đâu em. Thì con phải có cái sự đóng góp chứ, đúng không? Cái gì là cũng vậy thôi, trao giá trị hết. Còn cái việc có mong muốn con đi Đức á, nó không vấn đề gì cả. Đấy, còn nhà hàng khách sạn cũng là một ngành thôi. Đấy. Nhưng mà cái lý do chính của con đi Đức
là vì tìm kiếm cơ hội định cư sống làm việc lâu dài ở nước Đức đúng không? À, em ở đâu? Ở Phú Thọ. À Phú Thọ. Thực ra nếu mà làm ví dụ nhà hàng khách sạn, ví dụ như làm giống giống cái này thì đa phần em sẽ thấy cái ngưỡng ấy, ví dụ như cái ngưỡng thu nhập của mình tới đó là cũng hết, khó lên được nữa. Thì ở Đức thì nó sẽ ra trường thì em được 70-80, chưa tính tăng ca, tăng kíp rồi tìm tiếp nữa. Thì nếu mà con đang muốn hỏi là nếu mà có một đạt được số điểm lên quanh 27-28 điểm của C thì thay vì muốn học ở đây xong rồi sau này học sau đại học sẽ đi học thạc sĩ để đi du học hay là đi du học này? Cái này nó phụ thuộc vào cái mong muốn của con. Em mong muốn là về lâu về dài á, em nhìn là về lâu về dài cho thầy nhé. Là em muốn ở nước ngoài hay Việt Nam? Hay là em muốn quay về? Quay về. Muốn quay về. Nếu mà em học đại học Việt Nam thì em thích trường nào? Em giỏi để khối C hơn. Khối C hả? Em vừa thực thi ra rồi. Những cái ngành bên khối thì C chẳng hạn như là bạn này thi rồi này, thi trường gì? Đang đăng ký nhưng mà em biết sao C C. Em đăng ký ngành nào, trường nào? Luật hoặc sinh nhân văn. Đúng rồi, C là như vậy đó. Các trường đấy còn thực tế luật đó, và hoặc là bên khoa học xã hội ấy, thì nó lại không có nhiều cơ hội đi nước ngoài. Đấy. Còn ví dụ như luật, ví dụ thầy cũng học luật mà, thì em đi học ở nước ngoài mục đích là em học nâng cao kiến thức thôi. Chứ còn là để mà làm được ở nước ngoài với luật đó, nó cực kỳ khó. Từ trường hợp là em hiểu phải học lên tiến sĩ giống thầy ấy, là để đi dạy thì có. Đấy. Chứ còn lại mà để mà em có thể làm được với cái bằng luật sư ở nước ngoài thì không hề dễ một tí nào. Đa phần là người bản xứ là nhiều, hoặc là người quốc tịch. Cũng hiểu về bản chất của nghề nên là em muốn quay về Việt Nam. Thì vậy thì bây giờ em phải đăng ký học đại học ở Việt Nam. Rồi sau đó thì trong cái quá trình 4 năm học á, thì em đầu tư tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên. Rồi sau khi mà em học đại học Việt Nam xong, đừng có đi liền, em phải đi làm 2 năm đã. Làm gì? Bởi vì em ví dụ như em làm bên luật đi, em sẽ làm rất nhiều các cái bộ phận, rồi em xử lý rất nhiều các cái vụ việc, chẳng hạn như bên hành chính, bên dân sự, hay là bên hình sự, hay là bên kinh tế, ví dụ ABC như vậy, hay là những cái vụ việc khác. Rồi sau vòng 2-3 năm đó, em thấy cái nhóm nào nó phù hợp với em, ví dụ như bên dân sự, hay là bên hành chính nhà nước, hay là bên kinh tế, hay là bên dân sự, hình sự gì đấy, thì lúc đó em sẽ lựa chọn là em đi học thạc sĩ, cái ngành đó. Cái nhóm, cái ngách nhỏ đấy, ở rất là nhiều nước. Ví dụ như tài chính mình ít, thì mình có thể đi Anh. Bởi vì chương trình ở Anh nó có những chương trình thạc sĩ có 1 năm thôi. Còn đa phần là đi học 2 năm. Đấy, còn ví dụ như, thực ra đi học luật, em đi học được rất nhiều nước châu Âu. Và cái học phí nó sẽ tầm đâu đó 200-300 triệu cũng có. Học thạc sĩ luật ấy. Đấy, đi bằng chương trình tiếng Anh. Ví dụ như học ở một số nước Bắc Âu ấy, là có. Đi hướng học luật. Hoặc là các cái nước ở châu Âu thì nhiều lắm, nhiều sự lựa chọn, tùy cái học phí. Thì cái đó là khi mà con đấy như vậy thì con lại quay về, con có thể làm ở Việt Nam. Nhưng mà con phải trải qua cái giai đoạn là học đại học Việt Nam này, phải đi làm này, đi làm để thanh lọc. Chứ còn bởi vì học ở trường là cái gì con cũng học, không biết cái gì con giỏi đâu. Con phải đi làm 2-3 năm xử lý rất nhiều vụ việc. Rồi bắt đầu mình mới khoanh vùng lại là cái nào mình giỏi, cái nào mình ok, thì lúc đó mình mới đi học sâu về cái đó ở cấp độ thạc sĩ. Đấy. Còn nếu ví dụ như sau này muốn đi dạy nữa thì phải đi học tiến sĩ. Đó. Thì cái đó là hướng ha. Okay. Rồi chắc là cho bạn tiếp theo đi ha. Sao con muốn hỏi gì thầy? Muốn hỏi nếu mà không có cái đất cái lắm thì vẫn đi được. Đi đâu chứ vấn đề đi đâu? Thực ra đi Đức thì cũng không cần tiếng Anh, nói thẳng ra vậy. Nhưng mà ý là có thì nó lợi thế hơn. Ví dụ như con làm ở nhà hàng khách sạn mà con không biết tiếng Anh ấy, thì nó rất là thiệt thòi đấy. Đa phần là con sẽ làm ở phía trong ấy. Ít khi họ cho con ra ngoài hơn. Phục vụ phòng hoặc là làm bếp. Còn không thì ví dụ như con có thể đi bên bán hàng. Bán hàng thì bán bên nội địa đấy, các cái siêu thị hoặc là các cái đồ ăn nhanh của họ ấy. Thì lúc đó khách của em toàn người Đức, thì em sẽ dùng tiếng Đức là chính. Nhưng mà em cao mét mấy?
Ở đâu? Đi với bố mẹ. Mẹ có câu hỏi gì không? Dạ. Ok chị, dạ dạ. Hai chị em. À bạn áo xanh luôn á. Rồi ok ok. Rồi bạn áo không có gì hỏi thêm thầy không? Nhưng mà em không, cứ mạnh dạn đi, không sao đâu. Hàn Quốc à? Hàn. Thực ra Hàn Quốc thì thực ra thì con muốn thì bên thầy vẫn có thể hỗ trợ được, chỉ có thầy làm cái này chuyên luôn. Còn đã đi Hàn thì mình phải xác định cái đầu ra của Hàn á, là con chỉ làm được vòng vòng ở Hàn Quốc, về Việt Nam làm với các công ty Hàn thôi. Đấy, còn Đức thì nó rộng hơn, vì đi Đức được thì sẽ được khắp châu Âu. Hoặc là sau này con vô quốc tịch Đức thì con có thể đi khắp thế giới. Đấy. Chi phí học. Sau khi học xong đi làm khoảng 3 đến 5 năm thì con mới đủ cái tích lũy rồi mới nộp hồ sơ định cư được. Còn Hàn Quốc thì thực sự tài chính nó sẽ lớn hơn Đức nha. Nếu mà đi học du học Hàn. Và hàng năm em phải đóng tiền học. Còn học tiếng ấy, thì ra tiếng Hàn thậm chí nó còn khó hơn tiếng Đức. Vì tiếng Hàn á, các cái tiếng tượng hình á, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập á, là nó cấp độ khó là nó là cấp 1. Còn thằng Đức là cấp 2. Đấy. Tiếng Việt mình cũng thuộc cái nhóm số 2 này. Thì cái đó tùy cái sở thích cá nhân thôi. Còn ví dụ như em thích oppa, oppiek thì đi Hàn. Đấy. Còn thích mà công việc ổn định mà sau này có cơ hội định cư á, thì đi Đức. Hàn định cư hơi khó. Và bên Hàn nó có một cái hạn chế, đó là thường á, cách nhắc lên các cái vị trí cao á, thì ít khi nó cho người nước ngoài, và người Việt thì còn khó nữa. Nhưng bản thân Đức á, thì lại có. Ví dụ như em thấy là trước đây có ông là thủ tướng, phó thủ tướng là gốc người Việt luôn. Đó. Tức là họ cho mình cái cơ hội á. Chứ Hàn hay Nhật khó lắm. Nó chỉ cho em lắm, tổ trưởng để ông quản lý mấy ông Việt Nam là chắc giỏi rồi. Đấy. Thì đó thì cứ về cân nhắc ha. Còn muốn đi Đức thì có gì mẹ liên hệ. Ha. Còn đi Hàn thì cũng liên hệ là thầy hỗ trợ cho. Ha. Rồi bây giờ mọi người có thể, các bạn có một đó là có các bạn trợ lý của thầy Đen sẽ chủ động liên hệ cho các bạn, tại vì nãy có để số điện thoại rồi. Hai là mọi người có thể vào trong cái... fanpage là Lingo Group, tại vì cái kênh Tiến sĩ Đen Trương 3 ngày nay là sẽ đang bảo trì, nên là mọi người có thể nhắn vào cái Lingo Group màu xanh này này. Đó, thì mọi người có thể nhắn vào đây để hỗ trợ thêm nếu mà mọi người không có số điện thoại liên lạc hay là muốn liên lạc trên Facebook. Hoặc là mọi người có thể lưu lại cái số điện thoại không? Anh đọc cho thầy mọi người một cái số điện thoại của các bạn. Thì một trong ba thôi chứ không cần phải nhắn cả ba, bởi vì đây là ba trợ lý của thầy. Dạ, số thứ nhất là 0946 344 379. Là một số. Số thứ hai 0976 461 778. Rồi số thứ ba 0868 848596. Trường hợp mà các bạn chưa được các bạn trợ lý của thầy Đen chủ động trực tiếp nhắn tin thì các bạn có thể là chủ động, anh chị có thể chủ động là gọi hay là liên hệ những cái số mà thầy Đen vừa đọc. Cứ nhắn Zalo rồi nói nhu cầu là các bạn hỗ trợ. Rồi. Chứ nhiều khi gọi thì gọi anh chị cũng được, là gọi các bạn đang xử lý máy bận thì nó cũng sẽ không bóc máy ngay được, thì có thể nhắn tin thì các bạn sẽ hỗ trợ. Okay. Đưa cái mic cho em. Em muốn học ở Hà Nội cho gần đấy, nhưng mà muốn tìm hiểu cái chương trình ở Hà Nội như thế nào. Không khác biệt gì cả, bởi vì dạy ví dụ như thi IELTS thì nó cũng là học cái chương trình đào tạo tiếng IELTS. Tiếng Đức thì bên thầy là dạy Goethe thì thầy sẽ đào tạo chương trình Goethe thôi. Nhưng mà ví dụ mà là học ở trung tâm hay là học ở trung tâm? Em muốn học ký túc xá là không muốn ở ký túc xá. Thì phải nhắn để bên thầy hỗ trợ. Bởi vì không phải bạn nào cũng có nhu cầu ký túc xá. Vì có những bạn ở gần đây họ đi về về thôi. Đấy, thì em phải nhắn cho thầy mới biết được. Nhắn trong cái tin nhắn đó luôn nhé. Nhưng mà thầy giới thiệu qua cái chương trình nhìn học tiếng Đức được không? Chương trình học tiếng Đức thì nó sẽ đi từng cấp độ lên A1, A2, B1,
rồi sau đó mình sẽ luyện thi từng kỹ năng nghe nói đọc viết, và mình sẽ thi từng kỹ năng một. Và cái quá trình này học lý thuyết và thi thì thường là sẽ tùy cái tốc độ của các em, nó sẽ tầm 6 tới 8 tháng là bắt đầu mình sẽ thi, và mình sẽ thi từng kỹ năng một. Và thường là mình nên thi khoảng cách mỗi kỹ năng một tháng, hoặc là tối đa là 2 kỹ năng một tháng, chứ đừng có dồn 4 kỹ năng một tháng là không bao giờ thi nổi. Bởi vì tiếng Đức nó khó chứ không giống như tiếng Anh. Tiếng Anh là ít ra trước giờ mình cũng có nền rồi, cũng biết rồi. Chứ tiếng Đức bây giờ nó mới toanh nhưng mà đâu có ai biết đâu. Với cả cái nhập học, cái nhập học là từng tháng là trong một khóa à? Theo tháng, tháng nào có lớp. Rồi. Nếu mà kiểu mình muốn, con muốn học đại học xong học xong kỹ sư cơ, kỹ thuật bên này như cổng cơ khí các thứ thì có sang được bên Đức làm không? Hiện tại là không, tương lai thì không biết. Hiện tại rồi hai bạn đưa mic cho hai bạn. Em muốn làm bếp. À, làm bếp à? Vâng, em muốn là thực ra cái việc mà ở đâu á thì nó phải tùy đơn em, chứ em không có chỉ định được. Vâng, thì tức là ví dụ như là lúc đó mà có bên Stuttgart thì thầy ưu tiên em thôi. Vâng. Chứ còn bây giờ nói là muốn vô cái nhà hàng đó mà nhà hàng nó không tuyển thì làm sao vậy? Đúng không? À, em là 2K6. Vâng. Ở đâu? Em ở Hà Nội. À, Hà Nội. Tức là chắc là em muốn học ở Hà Nội hả? Vâng. Thì ngành bếp ok mà, sau này ví dụ như muốn làm kinh doanh thì cũng ok lắm. Vâng. Thích bếp thật không? Nấu được ngàn cháy tỏi không? Chưa. Bếp thì học chủ yếu là bên bếp Tây thôi là chính nha. Vâng. Không có dạy nấu phở, nấu bún như mình đâu. Vâng. Ok, còn em muốn ngành gì? Em công nghệ thông tin, phần chuẩn máy tính á. Kỹ thuật máy tính. Đức. Đức cũng có cái nghề bên công nghệ thông tin, nhưng mà nó sẽ có cơ bản nó có hai loại đơn. Một loại đơn có thể là con được học miễn phí luôn. Đấy, có loại đơn là có thể có một số chương trình là con phải học trả phí, khoảng mấy nghìn đô một môn ấy. Không phải tất cả các môn, những một số thôi. Đấy, nhưng mà cái điều kiện thì vẫn phải là B1 tiếng Đức. Đấy. Còn không, ví dụ như có những bạn, cái này bên thầy cũng đang hỗ trợ này, tức là các bạn đã có bằng công nghệ thông tin Việt Nam rồi, các bạn có kinh nghiệm là khoảng đâu đó 1 năm, 2 năm, các bạn học thêm tiếng Đức B1 nữa, là mình qua đó là mình không cần phải học, mình chỉ họ đào tạo lại khoảng mấy tháng rồi sau đó đi làm luôn, đó là đi kiểu chuyển đổi. Đấy. Còn bởi vì bản thân bây giờ của con là không có cái gì để chuyển đổi cả nên phải học từ đầu. Đấy. Nhưng mà con thích học ở Việt Nam hơn là học qua Đức học anh. Thực ra đối với ngành công nghệ thông tin á, thì thầy nói thẳng ra như thế này nè, nó có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là con phải hiểu là nó cần tiếng Anh. Vâng, biết con chọn tiếng Anh. Bởi vì toàn bộ cái chương trình trên máy tính là nó chạy với tiếng Anh mà. Tiếng Đức thì là để giao tiếp rồi lý thuyết, nhưng mà thực tế lên tác thao tác trên máy tính là dùng tiếng Anh. Nhiều tiếng Anh. Tiếng Anh của em sao? Ổn, chưa thi IELTS nhưng mà tầm mấy chấm? Nhưng mà nói chung là giao tiếp được. Ngành công nghệ thông tin ở Đức thì cơ hội việc làm thì cũng rất là ok. Đấy, chẳng qua là học vừa phải biết tiếng Đức vừa phải biết tiếng Anh đấy, thì nó vất vả hơn cái chỗ đó. Cái đấy không sao, nếu mà học ở bên Việt Nam mà yêu cầu B1 thì học dài cũng được, học 1.5 năm hay là nếu mà thực sự yêu cầu B1 không bắt buộc, nhưng không phải là thực sự nữa, chắc chắn là phải có B1. Thời gian học ở Việt Nam thực ra em đừng có kéo cái biên của em nó dài 1-2 năm như vậy, quá lâu. Em mới xác định là em tập trung học 1 năm thôi, tức là mình phải có mục tiêu, chứ đừng có kiểu là ok thôi cứ học đi rồi chừng nào thi được thì thi, chừng nào thấy ổn thì thi, kiểu kiểu vậy thì không nên tư duy như vậy. Mình xác định ok 1 năm là 1 năm, tất cả cái công sức của mình, cái năng lượng của mình, thời gian của mình dồn hết cho 1 năm. Em vậy, chứ đừng có kiểu lang mang là cứ học chừng nào thấy ổn mới thi. Em thi B1 xong đã ổn đâu, chưa ổn tí nào luôn. Học tiếng là một cái quá trình rất dài. Trước mắt là mình học lấy B1 để làm gì? Để mình có cái pháp nhân đi Đức đã. Đấy, chứ còn để giỏi tiếng Đức thì chưa đâu, nó chả là cái gì hết, nó chỉ được khoảng 30%. Rồi qua đó phải cày cuốc tiếp tục, rồi tiếp tục nâng cấp tiếng lên. Đấy, chứ không đơn giản đâu. Nên là chắc là cũng muốn học ở Hà Nội hả? Rồi có câu hỏi gì thêm không? Nếu mà học ở bên trung tâm mình ấy, thì kiểu
nghĩa vụ quân sự bắt buộc thì mình có giấy để có. Cái này hồi nãy thầy cũng có chia sẻ đấy, tức là thực ra bên thầy chỉ có thể xác nhận cho em là học tiếng ở trung tâm ABC vậy thôi, chứ còn nói mà thay thế đại học cao đẳng thì không. Thì nếu mà học tiếng thì nó có được hoãn cái quân sự này không? Không. Rồi, em 2K6 à? À, em có nguyện vọng gì? Em cao mét mấy? Đưa cái mic cho bạn đấy. 1m6 à? 1m56 à? 1m56 à? Đối với ngành điều dưỡng thì cái năng lực ngôn ngữ nó đòi hỏi rất là cao nha. Đấy, tức là phải cao hơn các bạn khác một bậc ấy. Nên là em nhắm em có học được không? Học ở trường điểm số là sao? Bao nhiêu là ổn? Mấy chấm? Chị đi với mẹ, chị là mẹ. Em đi với ai? À, bốn. À, anh thấy bạn này làm điều dưỡng được không anh? Có cẩn thận không? Có tỉ mẩn không? Có để ý tới người khác không? Bởi vì cái nghề điều dưỡng nó hơi đặc thù á, mình phải chăm sóc người già, người bệnh này, rồi phải tắm rửa rồi vệ sinh cho họ khi mà cần. Tất nhiên không phải tất cả bệnh nhân đều có nhu cầu đó, nhưng mà cũng khá là nhiều người già người ta lẫn rồi đấy. Hoặc là những cái người mà người ta không xử lý được cái vấn đề vệ sinh tắm nữa là em là phải người hỗ trợ. Tất nhiên thì mình làm việc sẽ có đội, có nhóm. Nhưng mà cái tính chất công việc thì nó rất là đặc thù. Thì mình phải thực sự gọi là thích. Rồi mình có cái sự thấu hiểu, đồng cảm nhất định với người ta thì mới làm được. Ví dụ bản thân thầy thì thầy cũng không làm được. Đấy, thì cái này thì bản thân em cũng phải xác định. Đấy. Và nó có một cái xác suất nữa thầy phải nói trước, đó là có thể con thích nghề điều dưỡng nhưng mà quá trình phỏng vấn con á, doanh nghiệp Đức thấy con không ok, họ có từ chối con. Ví dụ như họ từ chối mình đi thì con sẽ chọn ngành gì? Chưa biết đúng không? Thực ra đối với nữ thì ngoài cái đó thì có thể bên vật lý trị liệu cũng được này, hoặc là nha khoa, hoặc là bên dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, bán hàng, làm bếp, làm bánh, ví dụ như vậy. Thì cái ngành nghề thì thực ra bản thân con vẫn có nhiều sự lựa chọn và có thời gian để thay đổi. Đấy, còn tất nhiên thì khi mà phỏng vấn với doanh nghiệp thì ví dụ như con đăng ký điều dưỡng thì ưu tiên phỏng vấn điều dưỡng trước. Đấy, rồi sau đó thì nếu mà đậu thì làm luôn, còn không thì có thể là sắp xếp một cái đơn khác điều dưỡng, ví dụ như vậy. Nếu mà vẫn không được nữa thì mình phải chọn cái đơn khác. Quan trọng nhất là vẫn phải đi đã. Rồi qua đó thì có thể là một thời gian em thấy không phù hợp thì em có thể thương lượng với người ta để em đổi cũng có, cũng có thể có cách như vậy. Thực ra đổi qua đó nó thường nó sẽ có hai hướng. Một là em tự đổi được, em có thể tự kiếm hợp đồng được thì không mất phí. Còn qua dịch vụ thì nó sẽ mất phí. Còn ví dụ như cái mà chi phí ở đây trọn gói bên em lo là cái khúc một lần thôi. Chứ còn qua đó mà đổi nữa thì nó sẽ phát sinh phí. Bởi vì phải làm lại hồ sơ từ đầu. Thực ra cái phí thì nó cũng tùy, tầm đâu đó khoảng 2-3 nghìn euro. Nhưng mà mình cũng hạn chế tối đa cái việc như vậy. Vì nó cũng tốn tiền đấy. Thì em cứ suy nghĩ rất kỹ, xong rồi có cái bạn trợ lý bên thầy Đen sẽ liên hệ với em. Hoặc là em cứ lưu số sẵn, chưa thấy ai liên hệ tại vì hôm nay đông quá, nhiều khi các bạn có thể quên hoặc là thiếu sót. Thì em chủ động nhắn tin, hoặc là vào cái fanpage Lingo Group á, em nhắn tin. Hoặc là lát nữa nếu như có các bạn nhắn tin thì em chủ động hỏi thêm. Chi phí hay cái gì đó các bạn sẽ gửi thông tin hết đầy đủ cho em. Còn thầy sẽ hỗ trợ những cái câu mà chuyên sâu mà em muốn hỏi thêm. Em muốn hỏi gì thêm không? Đại học ở đây có B1 xong đấy phải học bằng À, thực ra họ sẽ đưa vào cái chương trình đào tạo tích hợp luôn ở trong đấy, có học B2 qua đó cũng không mất tiền đâu. Nên là doanh nghiệp họ cũng sẽ hỗ trợ cái phần đấy. Nhưng mà con không có B2 thì con sẽ không có tốt nghiệp được. Bắt buộc đối với ngành nhiều gì. Trong chương trình có đào tạo tiếng. Thì trước mắt họ qua sẽ đào tạo nâng cấp tiếng thêm. Rồi con làm được cái gì thì họ sắp xếp. Qua đó là khi mà nó vô chương trình rồi bắt đầu là có lương rồi. Và cái việc học á, là có thể là như thế này nè, tức là con có thể học một lèo
À, rồi sau đó thì bắt đầu mới đi làm. Ví dụ như học mấy tuần rồi mới đi làm, chứ không phải là cứ học rồi làm, nhiều khi nó chưa ra việc được đâu. Nên nó phải tùy cái giai đoạn. Ok chào. Rồi có mọi người. Rồi bạn 2K6. Hỏi gì nữa không em? Em hỏi gì? Thì các bạn 2K6 còn lại cứ lần lượt lên ha. À, cứ lên. À có cái phụ huynh này là có cái bạn này là 2K2 với 2K2000 đó. Thì cho bạn tư vấn cho bạn về luôn. À lên lên lên. Hai người lên đi. Ủa bạn áo xanh kia 2K6 không hỏi. Bạn lên bạn ngồi xuống bạn hỏi rồi. Hỏi rồi. Ừ, đi học nãy giờ đấy. Chào và chồng thầy nhé, chào tất cả. À dạ, chào chị nhé, dạ, chào chị. Dạ.